ngoài chứ ăn gì nổi. Ký được nhiêu chị? Chắc 5-6 chục à. Bán 200g 15.000. Có khi ế chút thì bán 100g 5.000. À, năm rồi bán 100g 10.000 không đó. Năm nay là rẻ đó. Năm nay rẻ đó. Năm nay cá là nhiều rồi, rẻ. Chứ có lòng tông đặc sản dễ ăn mà, nó ngon nữa. Cái nấu cháo dứa rồi đó, cháo dứa kho khéo rồi. Anh lú đầu rồi, cá rô. Đúng không, ổn rồi giờ mà quăng văng lưới cá lông cá lồng tông luôn nha cô bác. Vũ cá lồng tông bữa nay bữa rồi hay quá trời cá lồng tông luôn rồi nè. À, bây giờ bắt đầu mình làm một mẻ lưới cá lồng tông nha. Quá trời luôn rồi, đầu bây giờ là kiếm một mớ lồng tông nha, vũ cá lồng tông nha cô bác. Sáu gì tiếng ông sáu hả? Tiếng sáu lái hả? Tiếng ông sáu lái nói hả? Giờ là bắt đầu là mình kiếm một mớ lồng tông chiên bột nha. Nghe bà cậu nói trước chắc không có. Cỡ mấy ký? Cỡ mấy ký? Ồ. Tối luôn. Ít thì mình làm 4-5 luồng, quất 2-3 luồng luôn. Ủa, đổi anh chạy từ từ vô trong. cái kia thất bại rồi. Giờ qua dạ, vũ lồng tông nè. Để chút nó làm mớ rau dừa về luôn.
Quá trời đám rau dừa đẹp. Rồi, tiếp tục là mình làm mẻ lưới cá lồng tông cô bác. Rồi chút nữa là mình đi mình đổi nữa ha. Đập hai ba người đập sát nước mới chịu ha. Nói chung ra ở miền sông nước thì cũng kiếm cá ăn thì cũng không có gì là khó đúng không? Chỉ cần người tay lưới cái lồng tông thôi là ngon lành rồi. Nhưng mà cái lồng tông là đặc sản ha. Rồi sao? Hết lưới rồi, không hết lưới rồi sao? Mạch luôn ha. Xéo quên đó rồi. Ừ. Quá trời luôn. Tay này dài ha, tay này dài hơn tay kia phải không? Cá lồng tông này là lồng tông bay phải không? Kêu bằng lồng tông bay. Ồ, dữ ha. Ngớp. Cái rồi. Con á. Bài. Tới không? Cây này tới không? Bây giờ là mình đuổi nó, đập cá cho nó chạy nha cô. Cá lồng tông thì phải đuổi nó mới đi. Ồ, đây vô mé quá, vô mé nè. Ồ, mé bên kia quá cỡ luôn rồi kìa. Quá trời cái mé bên đó rồi kìa. Ngay đó kìa. Chắc chìm phao luôn á. Xe giềng luôn rồi.
quá trời ở chỗ này à. Lọt ha. Đó, chạy ra đó. Wow, quá chỗ này chỗ quá trời luôn nè. Tại này dính nhiều nè. Oh, quá trời, anh chạy về hướng nặng nè. Sao thấy sao? Oh. Trắng hơn kìa. Wow. Dằn cái lưới đồng tông phải đập nha cô á, phải đuổi nha. Dăng lưới lồng tông thì dễ ha, 15 phút là bắt đầu biết thu hoạch rồi. Oh, cũng bộn mà. Oh, trắng lưới trơn luôn anh ơi. Wow, quá cỡ luôn rồi. Oh, wow, quá cỡ luôn à. Dở dở. Gớt không? Dở gớt không? Gớt, gớt. Gớt, gớt kìa. Mẹ không ha. Ồ, đúng là cá lựa luôn ha. Bán cái gì đó mà bánh chuối. Bộn rồi nè, khúc này bộn nè. Ồ, quá trời luôn trời.
Trắng hết trơn chứ. Quá cỡ rồi. Khúc này em cái này mà chiên bột thì hết sảy luôn rồi. Bột nha. Rồi khúc đẳng kìa. Wow, quá quá trời luôn rồi kìa. Quá cỡ luôn rồi, quá trời cái mẻ mẻ lọc tâm này. Dễ kiếm ăn ha, coi như là 15 phút à. Chỗ này cũng cả ký lô à. Đây. Khó kiếm mang cái lọc tông vậy. Khúc này cũng dữ nè. Wow. Quá. Này chỉ có dở về mà vũ thôi chứ còn gỡ gì nổi không có đường nào mà gỡ rồi trời. ha. Quá trời. Không bằng phải kia ha. Anh đi trồng mé không à. Quá cỡ luôn. Vô này nè, quá trời nha. Xe luôn rồi. Xe viền chỗ này luôn. Đủ ăn rồi. Dọn gì kiếm cái đi. Thấy ông kia ông bỏ vô cái bao anh ơi. Bỏ vô cái bao luôn á. Vũ nó mạnh hơn. Ôi bao vũ hả? Ừ. Kêu bằng cái lòng tông vũ bao mà. Bỏ vô trong cái bao luôn. Bỏ vô trong cái bao, cầm vũ trong cái bao á. Phải ai vậy nái hơn. Bởi vậy mới gọi là cá lồng tông vũ bao. Bỏ vô bao ông vũ nhanh lắm. Tại gì đây, để tôi lại tôi mặn cho. Chạy ông đi, ông lên gai, chạy ông đi. Trời ơi, mấy cái con mà nó mới dính cái đầu vũ nó dân.
cái to mình dính sâu leo lại sao văng nổi, phải gỡ cái. Nhưng mà làm mẻ nữa thì phải có thêm hai người nữa đập nước này kia. Rồi bữa nay tính làm gì, chiên bột nữa hay gì sao? Vậy bác. Bác. Ủa sao dính chứ gì vậy? Bữa nay sao dính ít mà con nhỏ không, ngày qua con cành không? Rồi chủ tay cả tiếng rồi. Bữa nào ông mua số bạn hỏi ai mua chó không? Ai mua chó không chắc chắn. Đó, thấy ai mua chó không đó xem. Đi qua đi vừa mua chó bắt chó đây. Là ta không ấy hay có cá ngon là ta. Cá ngon ta mua lại. Dẻ nổi. Ký được nhiêu chị? Chắc 560 à. Bán 200 gram 15 ngàn. Có khi chút thì bán 100 gram 5 ngàn. À, năm rồi bán 100 gram 10 ngàn không đó. Năm nay là rẻ đó. Năm nay rẻ đó. Năm nay cá hơi nhiều rẻ. Năm nay cũng được nhiều lắm. Mấy năm trước ít ngừ không có ai á. Chứ cái lòng tông đặc sản dễ ăn mà nó ngon nữa. Cái nấu cháo dứa rồi đó. Cháo dứa kho phéo rồi.